Vâng, cũng đã đến giờ chuẩn bị cho thánh lễ. Một lần nữa chúng con xin mời đoàn ổn định Che La Na, xin cộng đoàn. Thức tình độ trung học
sức khỏe yếu kém và sống trong một bức tường tu viện với những công việc tầm thường, nhưng chỉ đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn vinh lên bậc hiển thánh năm 1935. Sau 2 năm, năm 1927, ngài đã tôn vinh chỉ là quan thầy giáo xứ truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo II đã tôn phong vị thánh lớn nhất của thời đại mới là bậc tiến sĩ hộ thánh. Thật là ý nghĩa cho cộng đoàn chúng ta hôm nay khi cử hành thánh lễ mừng đến hai vị thánh cổ mạng. Xin Chúa nhận lời hai chúng cầu bầu và đổ tràn ơn Chúa trên cộng đoàn đời thương giáo xứ Bát Thành. Chúng ta đang sinh sống trên ba miền đất nước, để mỗi người, mỗi gia đình chúng ta vui lòng chấp nhận cách sống hiện tại với muôn vàn việc xảy đến, vui cũng như buồn, vừa ý cũng như trái ý giữa một xã hội đầy rẫy những khó khăn thử thách, và dâng tất cả hy sinh cầu nguyện cho nhiều người đi theo Chúa. Với tất cả tâm tình ấy, kính mời cộng đoàn cùng hân hoan và sốt sáng bước vào thánh lễ. Kính mời và rước tiến bước. Thank you.
vào thánh lễ, chúng con xin phép được giới thiệu quý đức phật và thiền đoàn về hiện thân thánh lễ từ cổ đoàn đồng hương văn cảnh Việt Nam hôm nay. Con xin trân trọng giới thiệu cha Geronimo Nguyễn Linh Thao, chánh xứ Vĩnh Hưng, Quảng Nam. Chúng con là đại cha tu viện của cổ đoàn. Con xin giới thiệu cha Geronimo Nguyễn Văn Hưng, chánh xứ giáo sứ Tích Kiệm, giáo phận Vũ Cường. Và chủ đề hôm nay, con xin giới thiệu cha Pedro Phạm Văn Trần, tập cách di dân giáo phận Thái Bình tại Việt Nam. Cha, con xin giới thiệu cha Giang Cô Trần Văn Thế, ngày đang cùng ngụ tại giáo phận Vũ Cường. Con xin giới thiệu cha Tu Xe Nguyễn Văn Hải, ngày đang là sinh viên đang học và chuẩn bị đi du học. Con xin giới thiệu cha Geronimo Nguyễn Văn Anh, cha Minh đang là quản nhiệm giáo hội Đào Xá, giáo phận Thái Bình. Con xin giới thiệu cha Pedro Nguyễn Văn Dương, phó sứ giáo sứ Tích Kiệm, giáo phận Phú Cường. Con xin giới thiệu cha Marco Nguyễn Văn Hải, giáo sứ Lái Kiêu, phó sứ Lái Kiêu. Và con xin giới thiệu cha Ignacio Nguyễn Văn Đăng, làm linh mục Thiên Chúa Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo phận Phú Cường. Trong tất cả các tình đó, ở đây con xin kính mời cộng đoàn sốt sáng bắt đầu thánh lễ. Thank you.